thầy xin chào tất cả các bạn nha à, Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn Destination C1, C2 các bạn nha ở à, Chúng ta đã hoàn thành xong từ unit 1 tới unit 14 và các bài review Thì ở cái unit 14 này thầy đã hoặc, thầy đã hướng dẫn cho các bạn xong phần A Rồi xong phần B rồi các bạn nha Rồi à, phần C, phần D, ở à, phần Preserve, phần F nha Và bây giờ ở à, chúng ta sẽ tới cái phần viết câu các bạn nha Rồi ở à đây, chính là phần K các bạn nha Những phần trên chúng ta đã hoàn thành rồi à, Thầy chào tất cả các bạn nha Thầy chào Minh Hiếu nha Rồi, cảm ơn Minh Hiếu Thầy chào Bảo Định nha Thầy chào Diệp Linh Thầy chào Thiên Kim nha à, Các bạn lưu ý rằng à, Hiện tại thầy bận à, Con nhỏ nên thầy ít live Nhưng mà ở trên kênh của thầy á Thầy đã có Destination B1 Thầy đã có B2 Và C1, C2 Thầy sắp sửa tới đây Thầy cũng sẽ xong luôn cho các bạn à, Và gần 100 đề thi chuyên Anh và các chuyên chuyên đề thi chuyên Anh để cho các bạn học và tỏa sáng các bạn nha. Rồi, để mà các bạn tỏa sáng ở trên đó các bạn nha. Các bạn lưu ý rằng ở trên kênh của thầy có đủ cho bạn tỏa sáng để bạn thi chuyên học sinh giỏi nha. Một số bạn đăng ký khóa học đơn giản chỉ ủng hộ thầy và tối tối ngồi với thầy cho nó vui. Vậy thôi chứ kênh của thầy có khá đầy đủ các bạn nha. Thầy like thêm Ờ, sau này thầy like thêm để thầy làm cho nó bổ sung, cho nó màu mỡ thôi các bạn nha. Rồi, cho nó màu mỡ thêm. Ờ, thầy mới chia sẻ cho các bạn cái tập đề thi tuyển uh, học sinh giỏi của các tỉnh thành á. Mà thi vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia đó. Và rất là nhiều tài liệu ở trên kênh của thầy các bạn. Rất rất là nhiều. Hãy tải về và học nha. Rồi, thì trở lại với Destination C1-C2. Thì để học tốt cái cuốn này như thầy có nói với các bạn là bạn cần sự hỗ trợ của cái quyển này nha. Bởi vì thầy làm nó theo là video các bạn. Đây, thầy có ghi cho, cho các bạn rất là nhiều luôn. Thì để học tốt thì bạn cần tải về và khi bạn tải về thì bạn sẽ có một cái file như thế này nè. Đó, quá trời collocation này luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm các bạn ở trong câu số 1. Đây, một vài người sẽ làm bất cứ mọi thứ để kiếm tiền thì ở trong cái unit 11 thầy có ghi cho các bạn là collocation đi với cái từ length này nè. Thì bạn cần một cái collocation nào mà mang ý nghĩa là làm bất cứ điều gì. Rồi làm bằng mọi giá các bạn. Rồi at any cost làm bằng mọi giá. Thì cái collocation của chúng ta mang ý nghĩa là do anything. Ở đây chính là go to any length các bạn nha. Rồi, bạn nào mà go nè, uh, to any length, thầy xin chúc mừng nha, đó, xong, rồi, chúng ta đã xong uh, Chúc mừng bạn Thân Tôn, bạn Thiên Kim nha, rồi, bạn Phạm Học, bạn Trần Linh, thầy chào các bạn nha Rồi, thầy chào uh, Dạ Thảo nha, rồi, cảm ơn Dạ Thảo, thầy chào Diệp Linh, Linh nha Thầy đang like unit số 14 nha, thầy đang like unit số 14 nha rồi, thầy đang like những số 14 các bạn. Thì tóm lại trong câu này, bạn cần biết cho thầy là do anything bằng go to any lens là sẽ làm được câu này. Thầy sẽ qua câu tiếp theo các bạn nè. Là câu số 2. Tôi không biết tại sao bạn à, đang nói cái điều này thì quá là quan trọng. Tại, tôi không biết tại sao bạn đang nói cái chuyện này quá là quan trọng. Thì đây chính là collocation của cái từ do các bạn. Rồi, tại sao bạn lại trầm trọng hóa vấn đề? Thì ở câu trên người ta đang dùng thì hiện tại tiếp diễn, ở đây bạn cũng sử dụng cho thầy là thì hiện tại tiếp diễn nha. À, thầy đang live unit số 14 các bạn nha. Thì trong câu này các bạn sẽ sử dụng cho thầy là make a big deal of something nha. Rồi, chỗ này thầy sẽ sử dụng tiếp diễn nè. Ở đây là making nha. Rồi, a big nè, A deal, đây, of this. Rồi một số bạn á, giả sử như bạn thêm cái từ là search, chỗ này cũng đúng luôn. Rồi, make a big deal a of this, như trong cái quyển tài liệu thầy có ghi cho các bạn. Thì cái collocation này nó mang ý nghĩa là trầm trọng hóa vấn đề. Rồi, thì chào bạn Phúc Nguyễn nha. Rồi, chào, rồi chúc mừng bạn Tào Thân Tôn, bạn Thiên Kim đã chuẩn nha. Rồi, thêm cái từ search, cái từ out, như trong tài liệu cũng đúng luôn. Hoặc là như thế này. Còn câu số 3 các bạn. Câu số 3, người ta đang kiểm tra chúng ta các bạn. Đây chính là have no idea là không biết gì. Thì không biết gì thì các bạn có một cái collocation các bạn là không biết gì. À, câu trên thì quá khứ nên chỗ này thầy chia à, quá khứ là was các bạn nha. Và chúng ta có was out of các bạn. Rồi, out nè, of nè. À, Simon là con trai thì chỗ này chính là his các bạn nha. Rồi, đẹp nè bạn nào mà out of his depth thầy xin chúc mừng nha rồi có nghĩa rằng không biết gì các bạn một số bạn thì thêm cái từ nhấn mạnh là completely chỗ này hoặc là totally chỗ này Ờ, à, cũng đúng luôn các bạn nha rồi tóm lại rằng đây chính là collocation của cái từ depth rồi thầy chúc mừng bạn nào viết như thế này nha rồi bạn thân tôn thiếu hai chữ nha thầy sẽ qua câu số 4 các bạn nha thầy sẽ qua câu số 4 thì trong câu số 4 collocation của từ small các bạn ở đây thì người ta đang kiểm tra các bạn á là cái từ largely này nó sẽ bằng với một cái collocation trạng từ nào thì chỗ này các bạn có cái collocation đóng vai trò là một cái trạng từ ở à đây chính là in a no a small a way các bạn nha rồi đó đây chính là collocation có nghĩa rằng uh, phần lớn rồi rất rất là quan trọng các bạn nha rồi ở đây các bạn chọn thay lại in no small way. Rồi bạn nào viết như thế này thầy xin chúc mừng nha. Thầy chúc mừng bạn Trần Linh nha. Rồi những cái collocation này thầy đã tổng hợp cho các bạn trong cái unit này một cách đầy đủ và vừa có nghĩa tiếng Việt cho các bạn luôn nha. Rồi đầy đủ trong đây. Ở các bạn cần à, hỗ trợ quyển này của thầy để mà làm tốt nè. Thầy có nè. Đó collocation vừa rồi chúng ta làm nè. Rồi đó nè. Ở đây nè. Out of your depth nè. Đó đây nè. À. Đầy đủ nha đó rồi hồi nãy chúng ta làm nè đó go to great lands. nè rồi xong à, chúng ta sẽ tiếp tục các bạn nha chúng ta sẽ tiếp tục thì chúng tôi đã tìm mọi nơi ở đây là tìm mọi nơi các bạn à, cho cái vé số và chúng tôi không tìm thấy nó nói như thế này có nghĩa rằng phát hiện mình trúng số nhưng tìm nó chả khó thì chỗ này tìm kiếm mọi nơi thì collocation của chúng ta chính là search À, cao và thấp các bạn nha Bạn nào cao nè à, Và thấp Thầy xin chúc mừng nha Rồi đây à, Cao và thấp Rồi à, xong à, Chúc mừng bạn Thân Tôn Bạn Trần Linh Bạn Thiên Kim nha Vân à, vân nha Rồi Thầy sẽ qua câu số 6 các bạn Thì trong câu số 6 này Collocation của Thư Lên Thì chúng tôi nói về cái việc đầu tư à, Rất là lâu Bạn thấy rằng collocation nào sẽ bằng với là for a long time các bạn, rồi for a long time thì chúng tôi nói rất là lâu về cái việc đầu tư ở đây các bạn chọn thầy là Atlanta nè, rồi bạn nằm Atlanta thầy xin chúc mừng nha. Còn ở đây bạn nào thêm cái từ là crayo để mình nhấn mạnh cũng đúng luôn các bạn nha, rồi cũng đúng luôn. Rồi, chúc mừng bạn Thiên Kim, bạn Thân Tôn, bạn Trần Linh nha. Thầy sẽ qua câu số 7 các bạn Thầy sẽ qua câu số 7 nha Rồi, thầy sẽ qua câu số 7 Thì câu số tiếp theo Rồi, phần tiếp theo các bạn Đây chính là idiom Rồi, idiom đây Để làm tốt phần idiom Thì à, bạn cần xem phần idiom của thầy Thầy có ghi tiếng Việt cho các bạn nha Rồi, thầy có ghi tiếng Việt cho các bạn nha Tí nữa thầy sẽ à, hướng dẫn các bạn cách tải cái file này Bởi vì lâu lâu có bạn hỏi thầy Đó, lâu lâu có bạn hỏi thầy Uh, em tìm không ra rồi lâu lâu thầy cũng có cập nhật cho các bạn rất là nhiều á thì đây chính là cái idiom của chúng ta các bạn nè rồi idiom của chúng ta đó thầy có ghi nghĩa tiếng việt của bạn nè thầy ví dụ như đây chính là uh, phone short là thiếu hụt không đạt được mục đích nè rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại làm thì tôi đang hy vọng rằng tôi sẽ khuyên góp được 1.000 euro uh, cho cái bệnh viện địa phương nhưng tôi gì đó 100 euro thì chỗ này các bạn chỗ này chính là là thiếu hụt các bạn ở đây không phải là small rồi thầy mới tra cho các bạn đó thì chỗ này các bạn sẽ chọn cái thầy là font short đây chính là fail bởi vì nó là thì quá khứ nha rồi thiếu hụt chúc mừng bạn thân tôn bạn thiên kim bạn trần linh thầy sẽ qua câu số 2 các bạn nè rồi câu số 2 thì cherry và tôi đồng ý để mà chia chi phí 20 20 vì vậy chúng tôi trả chính xác một nửa rồi thì ở đây 20-20 không thể nào là một nửa các bạn nha. Rồi 20-20 không thể nào là một nửa các bạn. Chỉ là một phần năm thôi. Thì ở trong tài liệu thầy có ghi cho các bạn. Đây chính là 50-50. Rồi phép nè. Ti nè. Rồi gạch cái nè. Phép nè. ti nè. Là 50-50. Chúc mừng bạn Thiên Kim. Bạn Thân Tôn nha. Rồi bạn Thiên Kim. Bạn Thân Tôn. Thì có hai cách để tới cái chỗ này. Và tôi nghĩ rằng nó gì đó là dài như nhau các bạn nha rồi, thì chúng ta có cái idiom, đây chính là idiom các bạn nha, rồi, idiom nè đó, idiom nè rồi, đó, thì chỗ này các bạn sẽ không dùng cái từ là white, mà các bạn sử dụng cho thầy là cái từ là broad đó, bạn nào mà broad, thầy xin chúc mừng nha rồi, có nghĩa rằng à, hai nơi có khoảng cách cùng như nhau, đây chính là equidistance à, rồi, cái từ vựng trong bài mà chúng ta đã học các bạn nha. Chúc mừng bạn thân Thiên Kim, bạn thân Tôn. À câu số 4 các bạn. Cha của tôi dạy tôi về tầm quan trọng của việc tiết kiệm tiền. À khi mà tôi thì à cái đầu gối trên con cào cào. Thì ở đây bạn có cái từ là locust cũng là con cào cào, con châu chấu các bạn. À, tuy nhiên ở đây chúng ta không dùng cái từ locust mà các bạn sử dụng cho thầy là cái từ con cào cào. À, một cái chữ khác các bạn nha rồi đây chính là cái từ là crash à, hopper nè nói về idiom thì các bạn cần phải học thuộc các bạn nha chứ không có cách nào đó đâu nhiều bạn hỏi thầy tại sao là crash hopper mà không phải là Clocus, bởi vì người ta quy định là như vậy à, đây chính là những cái idiom mà bạn cần phải học thuộc nha rồi thầy có ghi cho các bạn nè đó còn rất trẻ còn bé tí về trở về tuổi thơ thì cha của tôi dạy tôi về tầm quan trọng của việc tiết kiệm tiền à, khi tôi còn bé xíu bé tí nha. Rồi chúc mừng bạn Trần Linh, bạn Thiên Kim, bạn Thân Tôn. Thầy sẽ qua câu số 5. À, quá nhiều chính trị gia chỉ cố gắng để mà xếp hàng cái ví của họ những ngày này. Thì nó là điều ô nhục, nó là điều hổ thẹn thì chắc chắn sẽ không phải là cái ví các bạn rồi chắc chắn sẽ không phải là cái ví mà chỗ này các bạn sẽ chọn cho thầy là cái túi cái túi tiền các bạn ở đây chính là pocket các bạn nha rồi đây chính là pocket có nghĩa rằng là gian lận tiền bạc như thầy đã ghi trong cái tài liệu cho các bạn nha rồi chúc mừng bạn trần linh bạn thiên kim ở bạn thân tôn bạn không có s cũng đúng luôn nha rồi trong trường hợp này em nên có s cho thầy bởi vì nhiều người rồi trong trường hợp là phải có ads á, nhiều người Rồi không phải không phải là à, không ads là không đúng nha Đây là nhiều người Thì chúng ta sẽ qua câu số 6 à, Chúng ta không nên lo lắng về việc trả chi phí cho cái mục quảng cáo đó Thì chi phí là một giọt trong biển Rồi là một giọt trong biển các bạn Rồi in terms of là xét về à, cái budget là cái ngân sách marketing tổng thể toàn thể thì đây chính là chỉ là một giọt nước trong đại dương đại dương lớn hơn biển các bạn nha rồi đây chính là ocean bạn nào mà ocean thầy xin chúc mừng một giọt nước trong đại dương có nghĩa rằng một phần bé tí tẹo xét về tổng thể thôi chúc mừng bạn thiên kim bạn thân tôn nha rồi bạn đức thịnh nè thầy sẽ qua câu số 7 các bạn thì tôi quyết định để bán toàn thể doanh nghiệp rồi đây chính là idiom tất cả mọi thứ không còn thứ gì các bạn Thôi không còn thứ gì luôn Và idiom của chúng ta chính là lock a stock and And gì các bạn And paro Rồi bạn nào mà paro thầy sẽ chúc mừng nha Rồi thiên kim thân tôn bạn Diệp Linh bạn Đức Thịnh chuẩn luôn nha Rồi chuẩn luôn Thầy sẽ qua câu số 8 các bạn Hãy trả cái hóa đơn Chúng ta hãy go half Rồi go half nè thì idiom ở bên đây thầy ghi cho các bạn đây chính là go halves là số nhiều các bạn. Đó, là chia ra nè. Là số nhiều à, chứ không phải là số ít các bạn nha. Không phải số ít đâu. Thì chỗ này các bạn sẽ biến cho thầy thành số nhiều. Rồi, đây chính là go half nè, là v -E s. Rồi, bạn nào go half ở đây thầy xin chúc mừng nha. Chúc mừng bạn Trần Linh, bạn Thiên Kim, bạn Diệp Linh và bạn Thân Tôn là chia 50 50 các bạn, chia đôi ra. Thì có hai cách để tới cái nơi này, à, nhưng tôi nghĩ rằng à nó thì sáu của một và nửa của mổ của gì đó với nhau đó thầy dịch như vậy thì bạn sẽ thấy rằng à, nó rất là khó hiểu luôn bởi vì thầy dịch như vậy thì không phải dịch đúng bởi vì idiom chúng ta sẽ không dịch như vậy ở đây bạn biến cho thầy cái từ twelve thành cái từ là dozen nha. rồi bạn nào mà dozen thầy xin chúc mừng ở à, đây chính là tá các bạn à, sáu của một và nửa của tá của với nhau có nghĩa rằng không khác gì nhau nha. Rồi, không khác gì nhau. À, chúc mừng bạn Liên Hoa, bạn Thiên Kim, bạn Trần Linh, bạn Thân Tôn. Thầy sẽ qua câu số 10 các bạn. Ở đây chính là một cái idiom. Thì idiom ở đây ở à, chính là đi các bạn nha. Rồi bạn nào mà chọn cái thầy cái từ là thay đi nha. Rồi, à, tidy. đi à, chúng ta có đi sum có nghĩa là rất là nhiều nha. Rồi, rất là nhiều luôn như thầy ghi cho các bạn. Thì Lucy xoay sở để mà tiết kiệm nhiều tiền à, hè vừa rồi à, chúc mừng bạn thân tôn bạn thiên kim à, vân vân nha rồi vân vân thầy sẽ qua câu số 11 các bạn 11 thì à, bạn liên hoa chuẩn luôn chúng tôi sẽ không làm lợi nhuận năm nay à, nhưng chúng ta sẽ chỉ gì đó các bạn cái từ suốt này các bạn nè cái từ suốt này À, nó mang ý nghĩa là một cái sự mong đợi trong chờ ở trong tương lai ở đây các bạn không dụ dịch là nên các bạn thì nhưng mà chúng ta mong đợi sẽ là break break gì các bạn rồi chỗ này các bạn sẽ chọn cái thầy chính là break even nha rồi break even à, nó mang ý nghĩa là hòa vốn hoặc là hời vốn nha rồi hòa vốn Huề vốn à, chúc mừng bạn trần linh bạn thiên kim nha rồi bạn trần linh bạn thiên kim đây, đây chính là break even Thầy sẽ qua câu số 12 các bạn nè Thầy sẽ qua câu số 12. Thì Colin có một uh, chiếc xe mới mỗi tháng 8 anh ta cố gắng để gì đó nè. Rồi đây chính là idiom các bạn là đua đòi với bạn bè. Thì đây chính là đuổi kịp nhà Johnny. Rồi đuổi kịp nhà Johnny. Ở đây không phải là stay mà ở đây chính là keep up with các bạn nha. Rồi như thầy đã ghi à cho các bạn như nó nằm ở trong sách nha chúc mừng bạn uh, Thiên Kim, bạn Thân Tôn, bạn Trần Linh nha và vân vân. Rồi, à, uh, và vân vân. Ở đây chính là Keep Up with the Chinese các bạn nha. Rồi, là đua đòi các bạn nha, là đua đòi. Thầy sẽ qua cái phần tiếp theo các bạn, chính là phần Word Formation. Rồi, một cái phần mà uh, cái unit uh, nào nó cũng có các bạn nha. Rồi, unit nào cũng có luôn. Thì trong câu số 1, các bạn cần điền cho thầy một cái động từ. Ở đây các bạn có cái từ portion, rồi cái từ portion là danh từ. Ở đây thì các bạn cần một cái động từ, nó mang ý nghĩa là chia phần. Thì làm sao bạn dám chia phần, uh, chia cái phần uh, lỗi mà không biết được cái sự việc trước. Có nghĩa rằng uh, chấp nhận lỗi mà không biết cái chuyện gì xảy ra. Ở đây bạn nào mà chọn cái thầy cái từ a portion thầy xin chúc mừng nha. Rồi đây chính là chia lỗi chi phần. À, chúng ta cần một cái động từ cho câu các bạn nha. Còn ở đây là how dare how dare. Thì đây chính là một cái cách hỏi làm sao mà dám 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 bạn nha. Thầy sẽ qua câu tiếp theo thì những cái word form này thầy cũng có ghi cho các bạn đầy đủ ở trong đây ấy. ở trong đây các bạn nghe. Đây nè, đó dưới đây nè. Ở đâu rồi? Ở, ở đây rồi đây nè, đó bạn thấy không? Thầy có ghi cho các bạn nè, đầy đủ nè. Đây, có hạn, có chừng nè à, Vô cực, vô tận nè Quá đi trời luôn nè Đó, thầy có ghi cho các bạn Hãy tải về và tham khảo nha Rồi, ở đây chính là chia uh, Ra chia phần nha Rồi, đây chính là động từ các bạn nha Rồi, động từ các bạn Thầy sẽ qua câu tiếp theo các bạn Thầy sẽ qua cái câu tiếp theo Là câu số 2 Thì trong câu số 2 này Các bạn cần cho thầy là một cái danh từ Thầy chúc mừng bạn thân tôn bạn Trần Linh nha Rồi, xuất sắc nha Bạn hoàng vĩ nè và câu tiếp theo các bạn cần cho thầy uh, e i g h t một cái danh từ ở đỉnh điểm mùa hè nhiệt độ có thể đạt 50 độ c chúc mừng bạn thân tôn bạn trần linh bạn hoàng vĩ nha bạn thiên kim ở uh, vân vân nha thầy sẽ qua câu số 3 các bạn nè uh, danh sách từ thầy đã ghi hết cho các bạn ở đây thầy chỉ uh, ghi ra cái từ bạn cần thôi thì tôi muốn để mà mát gì đó từ tài khoản ngân hàng uh, làm ơn ở đây chính là là Rút tiền các bạn Rồi, bạn nào mà rút tiền Thầy xin chúc mừng nha Rồi, đây chính là uh, With uh, Draw All Bạn nào With Draw All Là đúng Chúc mừng bạn Thiên Kim Bạn Thân Tô, Bạn Trần Linh Đây chính là rút tiền các bạn nha Rồi, rút tiền uh, chúng ta sẽ không dùng cái từ là Draw all. Uh, Draw Ở Là ngăn kéo Là không đúng nha Rồi Thầy sẽ qua cái phần tiếp theo các bạn Thầy sẽ qua phần tiếp theo Rồi, chúc mừng bạn Hoàng vị cũng chuẩn luôn. Thì cái người này, cái người mà 107 tuổi vào ngày hôm nay đã put các bạn nha. Rồi ở đây chúng ta có put something to có nghĩa là quy cho các bạn. Là cho rằng cái chuyện này là vì có một cái gia đình đáng yêu à có và uống bảy tách trà một ngày. Thì ý câu này nói rằng là put something down to là quy cho, là quy cái tuổi thọ, quy cái sự sống lâu ở đây bạn nào mà chọn cái thầy cái từ là longevity thầy xin chúc mừng nha rồi đây sẽ tuổi thọ các bạn là à, nói rằng là quy cái việc mà mình sống lâu tuổi cho cái chuyện kia thầy sẽ qua câu số 5 chúc mừng bạn hoàng vĩ bạn thiên kim và bạn thân tôn bạn trần linh câu số 5 cái gì đó các bạn nè cư dân giờ đây ủng hộ cái đề xuất để xây dựng một cái một cái rau đà bao có nghĩa rằng một cái bùng binh các bạn một cái bùng binh À, một cái giao lộ ở trong trung tâm thị trấn ở đây bạn cần một cái danh từ và chúng ta sẽ dùng cái từ majority nha rồi majority là phần lớn minority rồi bạn đức anh bạn thiên kim bạn thân tôn bạn trần linh bạn hoàng vĩ ha đã chuẩn nha câu số 6 các bạn thì trong câu số 6 các bạn cần một cái danh từ thì những cái ống nhòm này có cái độ phóng đại mạnh cỡ nào thì đây chính là độ phóng đại các bạn. Độ phóng đại. Độ phóng đại là chữ gì? Ở trong tài liệu thầy đã ghi cho các bạn rồi. Thầy sẽ không liệt kê hết những chữ bà con của nó. Thì ở đây các bạn sử dụng cho thầy cái danh từ là magnification nha. Rồi bạn nào á mà uh, ma nè, rồi ni nè, Fication Thầy xin chúc mừng nha. Rồi bạn nào mà ma magnification uh, chính là độ phóng đại của cái ống nhòm các bạn nhìn xa, nhìn rõ, nhìn nét. Ý là vậy nha. Rồi chúc mừng bạn Hoàng Vĩ nha. Rồi bạn Hoàng Vĩ nè, à, bạn Trần Linh và vân vân nha. Thầy sẽ qua câu số 7 các bạn. Câu số 7. Thì chúng tôi Rồi, chúng tôi lấy cái món nợ từ ngân hàng. Vì vậy chúng tôi sẽ phải à, có phải mắc cái gì đó các bạn hàng tháng 5 năm tới. Ý nói rằng chúng tôi phải trả nợ lại các bạn nha. Rồi phải trả trả nợ lại. Thì trong câu này ở đây thì chúng tôi phải thanh toán lại bạn nào mà payment á. Rồi uh, thêm S cho thầy nha. Rồi thêm S vô thầy. Uh, đúng luôn. Mà nếu như bạn nào á chỗ này á có cái khoản mà repayment cũng đúng luôn. Mà nếu như trong câu này á và uh, nếu trong câu này thì bạn không bỏ không có dùng cái từ re cũng đúng luôn. Rồi, tóm lại rằng ở à, trong câu chúng ta là trả lại hoặc là làm những khoản thanh to toán hàng tháng cũng chuẩn luôn. Rồi chúc mừng bạn nào mà như thế này nha. Rồi chúc mừng bạn uh, Thiên Kim bạn uh, bạn nào mà có S nha. Rồi có S. Thầy sẽ qua câu tiếp theo bạn nha, bởi vì trong 5 năm tới các bạn uh, sẽ có rất là nhiều khoản tiền để mà thanh toán, uh, không phải một khoản các bạn. Thì trong câu số 8 ở uh, cái nơi này và cái nơi này thì cơ bản gì đó từ đây, vì vậy rằng nó sẽ tốn cùng thời điểm để mà tới một trong hai nơi. Thì trong câu này bạn cần cho thầy một cái tính từ. Ở đây bạn có to be, chỗ này có trạng từ, chỗ này bạn sử dụng tính từ nha. Rồi, à, to be nè, trạng từ nè, tính từ nè. Và theo nghĩa của câu, bạn sẽ sử dụng cho thầy cái tính từ là equidistant. À, nó mang ý nghĩa là khoảng cách bằng nhau các bạn nha. Rồi, bạn equidistant, thầy xin chúc mừng. À, chúc mừng bạn Hoàng Vĩ, bạn Thiên Kim, bạn Trần Ly, bạn à, Thân Tôn thì sẽ qua câu số 9 các bạn nha. Rồi, câu số 9. Thì cái sự giúp đỡ của họ thì gì đó các bạn. Rồi, ở đây chắc chắn là một cái tính từ. Bởi vì chúng ta có to be, trạng từ sẽ là tính từ chỗ này. Và chúng ta có cái từ là beneficial nha. Bạn nào là nè. nè. -so. thầy xin chúc mừng. Đó, beneficial. Chúc mừng bạn Hoàng Vĩ, bạn Thân Tôn, bạn Thiên Kim, bạn Diệp Linh. Rồi, vân vân nha. Câu số 10 các bạn. À, vui lòng giữ những email này à, short là ngắn. Chắc chắn đây sẽ là một danh từ. Thì danh từ của cái từ ngắn gọn các bạn, làm cho cuộc sống người ta dễ dàng hơn. Có nghĩa rằng làm cho người ta đọc một cách dễ dàng hơn. À, không có phải là rất là vất vả, khó khăn để hiểu cái email của mình. Thì chỗ này bạn nào dùng cái danh từ là Privacy, thầy xin chúc mừng nha. Rồi đây chính là danh từ của cái từ là Brief các bạn nha rồi chính là Privacy chúc mừng bạn Thiên Kim bạn Trần Linh nha rồi vân vân bạn Thân Tôn chuẩn luôn thầy sẽ qua câu số 11 các bạn nè bạn Hoàng Vĩ chuẩn luôn thì cái sân bóng đá của trường đã gì đó qua mùa hè để mà tuân thủ luật pháp các bạn nha rồi chúng ta có cái từ conform to hoặc là conform with rồi hoặc nó bằng với comply to nha rồi comply to nè đó là tuân thủ luật pháp thì theo ý nghĩa câu này các bạn là cái sân bóng phải được kéo dài ra để đạt được cái tiêu chuẩn quốc gia nhỏ quá không được thì bạn cần một cái động từ đây chính là động từ và chỗ này chúng ta bị động nên các bạn biến thành bị động là V3 à, chúc mừng bạn Thiên Kim bạn Hoàng Vĩ bạn Trần Linh bạn Thân Tôn à, chúng ta đã xong câu số 11 bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 12 các bạn nha rồi câu số 12 thì trong câu số 12 này, tôi không muốn để gì đó, cái nỗi buồn cho bạn. Ở đây thì bạn có chữ uh, long. Một số bạn chọn cái từ lengthen là không đúng nha. Bạn nào mà lengthen chỗ này là không đúng nha. Bởi vì đây chính là kéo cái chiều dài các bạn. Còn chỗ này các bạn, là bạn gây, bạn kéo dài nỗi đau. Không phải kéo chiều dài. Chỗ này chính là pro long nha. Rồi, bạn nằm pro long là kéo dài nỗi đau. Thầy xin chúc mừng. À, chúc mừng bạn Hoàng Vĩ, bạn Diệp Linh, bạn Thân Tôn và bạn Thiên Kim. Rồi, à, thầy sẽ qua câu tiếp theo nha, là câu số 13. Thì bạn có lẽ thấy nó khó để trả lời tất cả các câu hỏi trong cái khoảng thời gian. Rồi, trong cái khoảng thời gian à, cho phép. Rồi, ở đây bạn sẽ chọn thầy là thời gian được phân bổ. Ở đây chúng ta dùng cái từ allotted time các bạn nha. Rồi, allotted time là khoảng thời gian phân bổ nha, rồi thì chào Phạm Minh nha, rồi thầy chào Phạm Minh. Ở đây các bạn sử dụng thầy là allotted time. Rồi, chúng ta sẽ qua một cái phần tiếp theo các bạn, một cái phần word form của cái đề thi này. Thì à, của cái unit này các bạn, đây, đây chính là Albert Einstein. Rồi, đây, rồi làm các bạn, đúng. Không? thì cái tác phẩm cái tác phẩm của ông này hoặc là cái công trình của ông này đã gì đó cái sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ chỗ này bạn thấy rằng chúng ta cần một cái động từ v 3 các bạn bởi vì chúng ta có has nè có trạng từ nè thì giữa hai trạng từ các bạn sử dụng cho thầy các bạn sử dụng cho thầy là v 3 rồi bạn nào mà pro đình à, thêm ed vô thầy xin chúc mừng nha rồi chúng ta cần cái v 3 chúc mừng thiên kim hoàng vĩ trần linh thân tôn nha rồi vân vân nha thì đã mở rộng cái sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ và có một cái ảnh hưởng gì đó rồi sau này cứ thấy cái từ consider các bạn cứ thấy cái từ consider thì bạn nhớ thầy nha ở đây chính là consider uh, rubble hoặc là consider nè uh, rush nè đó uh, cái chữ này các bạn có nghĩa rằng ân cần chu đáo nên không hợp nghĩa. Chữ này nó mang ý nghĩa là đáng kể thì nó hợp nghĩa nên chúng ta chọn nó nha. Rồi bạn nào mà considerable mới đúng. Còn considerate là không phù hợp. Thì ông này có một cái ảnh hưởng đáng kể lên cuộc sống của chúng ta nhờ vào cái phương trình của ông ấy là E bằng MC bình phương. Thì chúng ta biết rằng năng lượng và khối lượng hoặc là vật chất thì có quan hệ trực tiếp với nhau thì tu ở đây chính là cái cụm từ đó các bạn đây chính là cái cụm từ các bạn bắt buộc phải học thuộc chúng ta có tu ở Great is là danh từ nha còn người ta cho các bạn cái động từ hỏng đúng thầy chúc mừng bạn thân tôn bạn trần linh bạn thiên kim nha bạn hoàng vĩ nha rồi thì tới một cái mức độ rất là lớn thì chính đây chính là cấu trúc nhấn mạnh nha chính cái ông này cái người mà chịu trách nhiệm cho uh, cái người mà giúp cho chúng ta biết rằng không gian và thời gian thật sự là một thứ thôi. Đó chính là không gian thời gian. Thì chỗ này có dấu phẩy các bạn. Chỗ này có dấu phẩy. Thì chỗ này các bạn hiểu là chúng ta cần cái trạng từ ngoài ra. Rồi, đây chính là ngoài ra. Mà bạn nào viết hoa nữa, thầy chúc mừng bạn Trần Linh nha. Rồi, Trần Linh thầy tin chắc rằng Trần Linh là một bạn rất là tỉ mỉ nha. Tỉ mỉ. Vì sao các bạn? Bởi vì bạn biết rằng chữ này đứng đầu câu và bạn viết cho thầy là à, viết hoa rồi thầy xin chúc mừng nha rồi à, chúc mừng bạn nào mà viết hoa chúc mừng bạn thân tôn luôn nha nhưng mà thân tôn viết hoa đó là cực kỳ hay luôn là à, có thể khẳng định được rất nhiều điều nếu như bạn nào mà viết hoa nha bạn rất là tỉ mỉ rất là tinh tế thì ngoài ra nếu mà không có cái phương trình này à, chúng ta sẽ không có được cái năng lượng hạt nhân và vũ khí hạt nhân là như chúng ta đã biết ngày hôm nay thì Einstein đã không trở nên nổi tiếng bởi vì cái phương trình này. Cái phương trình mà được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1905, vào thời điểm đó thì cái cái công trình của ông ta, cái paper các bạn là cái tác phẩm của ông ta thì bị phớt lờ. Rồi chắc chắn rằng đây sẽ là một cái trạng từ. Bởi vì giữa hai động từ các bạn sử dụng cho thay là trạng từ. Rồi đây chính là largely nha. Bị phớt lờ rất là nhiều thậm chí bởi hầu hết những nhà khoa học thì thật vậy chính cấu trúc nhấn mạnh luôn các bạn, cấu trúc nhấn mạnh luôn. Đây chính là cấu trúc nhấn mạnh luôn. Thì 9 14 năm sau đó, cái ngày mà ông Einstein làm cái headline vòng quanh thế giới, có nghĩa rằng cái ngày mà ông ta công bố công trình của ông ta mà bị người ta phớt lờ đó. Thì những cái chứng cứ khoa học bắt đầu để chỉ ra rằng cái lý thuyết về trọng lực của... À, lý thuyết về trọng lực tương đối của ông ấy cái mà là một một cái danh từ các bạn nha. À chắc chắn rằng chỗ này các bạn sẽ không dùng một cái chuẩn mực các bạn, một cái à chuẩn mực một cái phạm vi. Ở đây các bạn chọn cái thầy là một cái sự nghiên cứu mở rộng nha. Rồi, bạn nào dùng cái từ extension thầy xin chúc mừng nha. Một cái công trình nghiên cứu mở rộng của cái tác phẩm của ông ta trong năm 1905 thì chuẩn xác chúc mừng bạn thân tôn bạn hoàng vĩ nha rồi à, vân vân nha rồi bạn trần ly à, trần linh câu trên nè thầy sẽ qua câu số 7 các bạn câu số 7 thì cái ý tưởng đó chỉ là một cái gì đó nhỏ của khoa học thì ý câu này nói rằng chỉ là một cái sự hiểu biết nhỏ các bạn nha rồi chỉ là một cái sự hiểu biết nhỏ thì trong câu số 7, ở đây bạn có cái từ không phải thì từ tiếp các bạn nha. Rồi, chỗ này các bạn có cho thầy Uh, chỗ này uh, cái từ mày no các bạn. Rồi, chỗ này các bạn chọn thầy là minor nè. À uh, minority. Rồi, uh, minority thầy thầy đánh dấu là ngược dòng các bạn. Rồi, nếu mà danh từ các bạn chọn thầy là ờ death các bạn nha. Rồi, ờ death còn đây chính là minority Of thế các bạn nha. Rồi, câu số 7. Rồi, câu số 7 các bạn. Thì một cái phần nhỏ của những nhà khoa học có thể hiểu rằng lý thuyết của ông này đến từ báo cáo của truyền thông rồi nhờ truyền thông các bạn thì cái tờ New York Times đã hỏi cái phóng viên môn thể thao golf là để mà cover rồi để mà đưa tin cái câu chuyện này bởi vì ông ấy thì hoàn toàn out of gì đó nè rồi chỗ này là đẹp các bạn hồi nãy chúng ta mới học xong cái cái collocation á thì đây chính là đẹp nè rồi thì chỗ này chính là à là depth ha. Rồi, là danh từ các bạn nha. Đó. Chúc mừng bạn thân tôn bạn Hoàng Vĩ nha. Rồi vân vân nha. Ông ấy cho rằng mọi người thì cũng chả biết nữa, thế là một cái huyền thoại ra đời. Thì không gian, tiền bạc, năng lượng vật chất và khối lượng là những chủ đề, là những chủ đề. Rồi, ở đây bạn nào chọn chủ đề quan trọng thầy xin chúc mừng nha. Rồi đây chính là EIGHT t đây chính là weighty nha rồi đây chính là important các bạn là những chủ đề rất là quan trọng không phải là phép chơi chữ đâu quan trọng thật và để mà bắt đầu hiểu cái cái lý thuyết này à, nhưng mà cái ý tưởng của ông Einstein này á thì không phải là không không phải là bất khả thi để hiểu à, bằng bất cứ giá nào có nghĩa là không phải bất khả thi để mà hiểu thì cái tầm ảnh hưởng của cái tác phẩm của ông này đối với cuộc sống chúng ta à, tuy nhiên thì gì các bạn thì vô tận bạn nào chọn thầy cái từ vô tận thầy xin chúc mừng nha rồi đây vô tận đây à, có nghĩa rằng là là vô cực các bạn là là cực kỳ cực kỳ ảnh hưởng ha nhờ cái này mà chúng ta có rất nhiều thứ à, chúc mừng bạn hoàng vĩ bạn thân tôn nha rồi à, vân vân nha bây giờ chúng ta sẽ qua phần o các bạn chúng ta sẽ qua phần o thì cái phần o này ý người ta nói rằng cái prefix là chữ n này các bạn nha. Rồi như là trong chữ in large có thể là được bỏ vào một vài tính từ. Rồi, uh, có thể bỏ vào danh từ hoặc là bỏ vào động từ để mà làm những động từ. Thì bạn hãy viết những cái tờ, những cái chữ này uh, với những chữ n nha. Rồi uh, trong những cái thư mục các bạn nha. Rồi, trong những cái mục ở dưới đây. Rồi, ở uh, chỗ này chính là uh, rồi gây ra cái gì đó các bạn nè thì chỗ này các bạn ở đây thì để mà dễ các bạn làm cái 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 ô này trước nè đó để mà dễ các bạn làm cái ô này trước nè à, cho nó dễ hơn bởi vì chỗ này là làm 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 các bạn thì chỗ này ở đây là in lát làm rộng ra thì chỗ này các bạn làm à, làm phổ biến ra rồi đây chính là làm phổ biến nè à, làm phổ biến làm được ưa thích rồi làm phổ biến còn chỗ này các bạn làm giàu nè rồi làm cái câu này dễ hơn các bác, dễ hơn. Rồi, uh, biến thành nô lệ nè, làm thành nô lệ nè. Rồi in a slave đó là làm đó các bác. Còn chỗ này là ảnh hưởng là gây ra cái sự ảnh hưởng. Rồi, chỗ này các bạn sẽ sử dụng thầy cái từ enforce nè, đó. Có nghĩa rằng là th thực thi liệt luật, gây ra cái sự ảnh hưởng. Còn những cái chữ còn lại các bạn bỏ cho thầy uh, nó mang ý nghĩa ra uh, tạo ra nha. Rồi, hoặc là Rồi ở đây thì các bạn có cái từ encircle là súng quanh là bao quanh các bạn nha. Và bạn có cái từ là encode nè. ở mang ý nghĩa rằng là bạn mã hóa. Rồi, bạn à, tạo ra à, thông tin mã hóa. encode à, nè, rồi tương tự tiếp theo các bạn. Rồi các bạn có tiếp theo là có cái từ enlist nè là bạn gia nhập quân đội nha. Rồi, gia nhập quân đội các bạn. À, có nghĩa rằng bạn tòng quân á à, tòng quân, gia nhập quân quân đội và bạn có cái từ in rate là bạn à, trở nên giận dữ nha rồi trở nên giận dữ nè bạn có cái từ in throne là lên ngôi đi throne là xuống ngôi lên ngôi là lên ngôi vua đó các bạn đi throne là xuống ngôi là bị tước đoạt ngôi ở đây bạn có cái từ rồi bạn có cái từ in thumb các bạn nha rồi in thâm uh, thâm nè có nghĩa rằng là chôn à, xuống nha rồi bạn có cái từ in trap các bạn nha có nghĩa rằng là 7. Đó, 7. Đây chính là những cái chữ mà à, các bạn viết cho thầy nha. Rồi, max nè. À, thông thường làm gì đó nè. Rồi, bring into effect nè. Còn put in, put on. Rồi, xong. À, chúng ta đã xong phần này. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần ở đây nè. Rồi, bạn hãy bỏ những chữ trên đây xuống đây cho nó phù hợp. Thì câu số 1 các bạn, câu số 1 thầy mới nói các bạn xong, thầy mới nói các bạn xong, rồi. Làm nô lệ cho thân tôn nha, chữ enslave có nghĩa rằng bạn thật sự nghĩ gì biến thành nô lệ, làm nô lệ, bạn thật sự nghĩ gì về việc trong quân đội, đây chính là gia nhập quân đội, tòng quân, ở đây chính là enlist. Đó, nhưng bạn phải thêm in thì mới đúng nha. Bởi vì sao giới từ bạn sử dụng cho thay là verb in. Rồi xong à, ờ, chúng ta sẽ qua câu số 2 các bạn nha rồi ờ, chúng ta sẽ qua câu số 2 thì cái phần mềm này sẽ gì đó chúng ta để mà đẩy mạnh cái quy trình phân phối ở rất là nhiều luôn là no end là rất là nhiều luôn các bạn thì cái phần mềm này sẽ gì đó chúng ta bạn thấy rằng someone to do something nha. thì chỗ này các bạn sẽ sử dụng cho thầy chính là giúp chúng ta enable chúng ta làm cho chúng ta Chúc mừng bạn thân tôn. Rồi, thầy sẽ qua câu số 3 các bạn nha. Thì không có ích chi trong việc mà có cái luật nếu như cảnh sát không thể nào mà thực thi được cái luật. Thì đây chính là thực thi được cái luật. Thì bạn nào enforce cho thầy nha. Rồi, thực thi được cái luật nè. Áp dụng được cái luật nè. Rồi, đây chính là enforce. Thầy sẽ qua câu số 4 các bạn. Thì chúng tôi hoàn toàn gì đó bởi những nhà báo và phóng viên và chúng tôi không thể nào tới được cái chiếc xe ý như nói câu này là chúng tôi bị bao quanh và chúc mừng bạn hoàng vị bạn thân tôn nha thì câu này mang ý nghĩa là bị bao quanh đây chính là in circle nè rồi bạn nào mà in circle à, thầy chúc mừng nha đây in circle bị bao quanh và chắc chắn rằng bạn phải thêm d bạn nào không thêm d thì thầy uh, thì không đúng nha rồi bạn phải thêm d vô đây thì nó mới đúng đây chính là bị bao quanh rồi bị bao quanh là bị động thì cái sự phá hủy của rừng thì cái gì đó các bạn sự sống sót của các loài ý câu này nói rằng sự phá hủy của khu rừng đang làm nguy hiểm thì chỗ này làm nguy hiểm chính là in danger nha nhưng bạn phải thêm in bạn nào không thêm in là trật lất bởi vì trong câu chúng ta các bạn đây chính là thì hiện tại tiếp diễn nha thì hiện tại tiếp diễn nè Chúc mừng rất nhiều bạn luôn Rồi bạn Hoàng Vĩ nha Rồi Hoàng Vĩ nè à, Bạn Thân Tôn và vân vân nha Rồi thầy sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha Là câu số 6 nè Thì bạn có thể gì đó tấm hình Vì vậy chúng tôi có thể xem được những cái nốt ruồi trên mặt của họ chi tiết hơn không Rồi xem cái mặt của họ ở chi tiết hơn thì chỗ này chính là bạn làm to, bạn phóng to. Rồi, ở trên bài hồi nãy thầy ghi cho các bạn á, chính là enlarged. Các bạn nha. Rồi, bạn nằm enlarged. Thầy xin chúc mừng nha. Rồi, enlarged. Chúc mừng bạn hoàng vĩ, bạn thân tôn. Thầy cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi ở uh, với thầy nha. Uh, ngày mai uh, thầy sẽ re, thầy sẽ làm cho các bạn cái review này ở trên kênh và thầy sẽ bỏ YouTube. Các bạn rằng thầy sẽ bỏ trên YouTube mọi cái like của thầy. Thầy like thầy like à, nó hơi lung tung thời gian chút xíu nhưng mà thầy sẽ bỏ trên YouTube đầy đủ xịn sò các video theo thứ tự lần lượt cho các bạn để các bạn theo dõi cho dễ dàng nha thầy cảm ơn các bạn đã theo dõi và thầy xin chào và tạm biệt tất cả các bạn và thầy hẹn các bạn vào cái thời gian ngày mai rồi một là trưa hai là tối rồi xin chào và tạm biệt tất cả các bạn nha rồi bye bye các bạn chúc các bạn ngủ ngon rồi chúc các bạn ngủ ngon rồi xin chào và tạm biệt tất cả các bạn rồi uh, bye bye bạn thân tôn bye bye bạn diệp linh nha rồi bye bye bạn hoàng vĩ uh, và bye bye tất cả các bạn nha rồi xin chào tất cả các bạn rồi thầy sẽ off đây xin chào và tạm biệt tất cả các bạn rồi xin chào và tất cả các bạn thầy sẽ dừng nha rồi xin chào